Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn tiếp phần cấu hình cái map lên tài khoản để cho những cái module như là sale hoặc là purchase hoặc là inventory nó chạy tài khoản kế toán cho đúng. Thì để làm được việc đó là do administration setup và mình sẽ tiếp vô finance vô cho ODL và account estimation vô đây. Vô mình sale trước. Thì đây có một bộ template sẵn này, mình vô đây để mình làm. Đầu tiên cấp hai tài khoản, đầu tiên trước tới đây dướng đây không cấp sẵn được. Cấp vô đây, đây là khoản này. Đó. Và tới đây. Tới đây mình cấp tiếp. Nhân vô. Tới đây báo 5122 bị lỗi nè. 5122 bị lỗi thì mình sẽ xóa nó đi. Mình vô mình check lại cái 5122 tại sao bị lỗi ha. Quay vô cái chóp cao. Vô chóp cao và vô cái 5 tại đẳng đầu năm. 5122 ở đây, trên thông xuất khẩu nè. Cái tài khoản này là phải lỗi tài khoản sale mới được, này nó bị đổ vô nó bị lỗi nè. Sale nó mới hiểu. Rồi tiếp tục đây. Đúng không? Một là thiếu mấy cái đó, hai là mình sẽ thấy nó thiếu tiếp là nó chưa tạo tài khoản nè. Ủa mọi người ơi. Một hai sale đặc biệt cao. Sorry đây. Sale. Đúng rồi. Cái đó không được, thôi để qua qua đi. Cấp ở dưới đi. Cái dưới này. Sale Reddit. Sale Reddit nè. Sale Reddit. Nhấn vô. Nói ăn còn cái này thiếu không? Ok. Đây chọn vô luôn. Đó. Xong rồi phần này. Update. Theo bà chay. Euro qua đây cũng vậy, bà xây thì cũng cấp cái nguyên. Nếu thẳng hàng là cấp lượt luôn. Đây là cấp lượt luôn, dán vô. Bao lỗi nè, 51, 53 nè. 51 rồi xóa đi. Để đi ngồi mình coi tại sao 51, 53 không được nha. Đó, update. Còn đây này. 51, 53 này coi coi tại sao không được. Cho bậc cao. Kiếm coi. Năm mấy đây. 51, 53. Năm hai thiếu, 53 nè. Phải tạo thêm à. Đúng không? Tại nãy mình đổ mình bị miss đó. Mà tạo thêm. 5. Đâu? 4. 5, 1. Đây. S cùng cấp với nó ở S some level. Vô đây 53 là cái gì? Chiếc khấu hình tố mua vào. Dán vô đây. Update. Rồi qua 5 1 3. Chọn vô. Update. Đó. Qua đây tab general này. Gấp này đây xuống. Dán vô đây. 911 chưa có nè. Rồi. Đây. Trên là tỷ giá. Bên trên này là cao. Bên trên là cao. Đó. Rồi cái 91 này tạo thêm. Đi cho bậc cao.
CLS 9. Cái này có tạo rồi nè. Đây này, sau khi qua cái 9 là 911. Đúng không? 911 9111 là 911 chia xíu số 1. Đó. 9111 đó. Đúng không? Rồi. Còn nào nữa không? Bên này không có. Cái này rồi, cái này không có. Còn mấy cái kia mình tìm hiểu thêm vô để bỏ vô. Rồi, inventory. Inventory cũng vậy. Cái này trước. Rồi, cái này. Rồi cái này. Oriel, Dexter, Oriel, Invert. Oh, sai rồi. Sai rồi nè. Oriel. Đúng rồi, Invert, đúng rồi. Đúng rồi. Variant account allow, có. Allocation account không có rồi. Variant account. Rồi xong. Đó, thì sổ không cần quyết, không cần là chưa khó quyết phải làm sao rồi. Rồi xong, tiếp theo tới phần task group. Đúng không? Tiếp theo là tới phần xong rồi đó rồi đúng không? Phần task group là mình sẽ tạo mấy cái nhóm task group này. Thì mấy cái nhóm này mình sẽ tạo đâu như vậy luôn. Set up finance như vậy đó, vô đây luôn, sell đi từng bước nha, qua tab đây nó có sẵn cho mình luôn nè, đó có sẵn cho mình, có thể cái này EFT hoặc xóa bớt cũng được, đi mua mấy này mình không xài thì mua hết đi, tạo mới của mình đi. À, rồi update đi, yeah, to on, nó giữ lại cái nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm thử cái nè. Nó output nè, OPAT. Cái mã này mình đó. Này nếu ai rành cái toán này làm lẹ lắm. Rồi 0%. Cao này là cao gì? 3. À, nó không cho delete. Anh em đã update vừa xong. Làm lại đi. À.
Một cái. Rồi, số này được rồi nè. Cái đó không xài, số đi. Ồ, cái đó đang set ra ngoài chứ. Đang set bật đi vào ngoài, nó không cho xé rồi. Số sao đi. Tại vì đang set đi vào ngoài, nó không cho số. Thì mình phải... số kế toán là số bao nhiêu đây? Số 3. Rồi, xong một hàng update luôn. Rồi. Ok nè. Đưa cái này vô một đỉnh đi. Cái này vô một đỉnh luôn. Đó. Còn 5% nữa. Rất đây luôn. Nó gọn rồi. Nó rồi tiếp tục 5%. Đó, đúng rồi. Đó, rồi sau tiếp theo qua chay cũng như vậy. Tắt. Rồi. Remove. Để đây hồi nó cũng được, nhưng mà hồi sao lộn. Rồi, tiếp theo làm tiếp này. 10. Năm. Để làm 8 luôn, mà năm nay không có 8 thôi. Thôi làm 8. Đây mình sẽ chọn tài khoản nè. Đây nhìn không kỹ coi rồi. Hết. Rồi. Đó, đây mình sẽ chọn lại mồi. Mồi luôn.
Rồi delete cái này đi. Rồi tiếp tục. Này, không. À, quên, nãy giờ mình làm thiếu thiếu xét phần trăm ấy. Ngày năm à. Cái này là 10 nè. Không ai 10 nè. Ủa. Ok rồi coi. Đây năm nè. Năm nè. Mồi nè. Không phải đúng. Không, mồi cái này. Cái này bị sai. Bấm lộn. Không. Rồi. Quay lại đây làm lại nè, làm thiếu. Thiếu, đây không có. Không. Mười. Năm. Đó, bấm đôi chuột của từng hàng vào thôi. Bấm đôi chuột của từng hàng rồi sửa lại. Là xong. Đó. Xong một này, xong một tab group. Rồi. Đó. Đó xong rồi đó đấy. Rồi tiếp theo mình mới đảo tiếp là item đảo biến partner vô nha. Rồi kết thúc video ở đây luôn.